Tối ngày 26 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Vũ Quang tổ chức lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022 dự buổi lễ có các đồng chí nguyễn thiểu quang phó bí thư thường trực huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đồng chí bùi khắc bằng phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đồng chí phan hồng yến nguyễn thanh sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy đại diện tỉnh đoàn hà tĩnh lãnh đạo một số phòng ngành lực lượng vũ trang các gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn huyện các đoàn viên thanh niên trong không khí trang nghiêm và lòng thành kính của mình, các đồng chí lãnh đạo huyện, các đại biểu và nhân dân trên địa bàn đã dâng hoa thắp nén hương thơm dâng lên anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh và lên bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ. Cùng với đó, hơn 1.000 ngọn nến được tuổi trẻ huyện nhà thắp lên để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phát biểu tại buổi lễ đồng chí bùi khắc bằng phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân huyện xúc động bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc những chiến công và tên tuổi của các thế hệ cha anh đã trở thành bất tử tạo nên bản hùng ca mãi khắc ghi vào lịch sử khắc sâu vào tâm khảm bao thế hệ người việt nam trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc nhiều người con vũ quang đã tình nguyện chiến đấu trong đó có 750 người đã anh dũng hy sinh 41 bà mẹ được phong tặng và tuy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng và hàng nghìn người đã để lại một phần xương máu trên khắp các chiến trường để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đồng chí Bùi Khắc Bằng chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chia sẻ để tưởng nhớ và tri ân những cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ người có công với cách mạng trong tháng 7 này huyện cũng đã tổ chức các hoạt động cụ thể thiết thực thăm hỏi động viên và tặng gần 5 suất quà trị giá 1,5 tỷ đồng cho các gia đình thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nghĩa quân cần vương và chúng sinh trên địa bàn huyện đi dân hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ tại ngã ba đồng lộc nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường Chính, thành cổ quảng trị để tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh to lớn của các anh các chị vì sự nghiệp cách mạng của đảng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc buổi lễ hôm nay cũng là dịp để đẩy mạnh hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa tôn vinh động viên tinh thần sự hy sinh cống hiến đối với các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các đồng chí thương binh bệnh binh thân nhân gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng đồng thời là dịp để giáo dục ý thức trách nhiệm lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với cha anh đã không tiếc xương máu hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân Tại buổi lễ, các đoàn viên thanh niên trong huyện cũng đã tổ chức chương trình ca mối nhạc với nhiều tiết mục đặc sắc, ca người đảng Bác Hồ, quê hương đất nước, tái hiện lại lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc của cha anh. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao tặng 10 xuất quà cho các thương binh bệnh binh, người có công với cách mạng ở thị trấn Vũ Quang. Huyện đoàn Vũ Quang cũng đã trao tặng 15 xuất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.